Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đang hôm nay make up để mà đi chụp cái lookbook cho cái bộ sản phẩm mới của Mi. Hôm nay là xài một cái Maybelline. Đây, Maybelline 230. Cái màu này là màu, nó hơi về thiên về nâu da một tí, vì hôm nay cái sản phẩm này hôm nay là một trong cái set hình mà Mi muốn cái da mình nó hơi nâu nâu một tí, không có xài màu trắng, nó hơi da rồi, nó khác so với lại cái da của Mi này, nó lại nó hợp với cái da của Mi lại lắm. Cái này nó rất là mịn da luôn. Mình thấy mình xài cái sản phẩm thì thấy Maybelline là nó mới mịn da. À, tại vì cái sản phẩm lần này nó là cái set về màu đen á. Đây là hôm qua. Móng tay cũng sơn màu đen. Và hôm nay chuẩn bị tầm 9 giờ là quay này. Các bạn có thể nhìn thấy nhá, không có sáng. Không sáng. Đây, nó hơi nâu da, thấy chưa? Nó có một sự nâu nhẹ ở trong cái lòng bàn tay của mình. Đó, nó nâu vậy đó. Chứ nó không có trắng. Nên là cái phần hình hôm nay nó liên quan đến cái dàn da nó khỏe khoắn một tí. Đánh màu này lên cực kỳ mịn da luôn á. Nhìn này. Biết là Mi xài rất là mỏng, không có xài dày. Là nó đây. Cái lớp kem nền nó mỏng lắm. Mà nó mịn như vậy đây. Đó. Lông mày đánh rồi. Maybelline nha. Nhưng mà trang điểm nhẹ thôi, Mi thì Mi thích trang điểm nó vừa phải thôi. Không có cần đậm, thì hôm nay cái buổi hôm nay không cần phải trang điểm đậm. Và thường là mình đánh theo cảm xúc của mình thôi, không có theo ai hay là không có theo cái tip. Hôm nay mình sẽ chơi một cam cam đi. Phần mắt nước này rất là khó luôn. Mi lại xài cái phần bột này. Đây là cái lần nào cũng bị lem tầm lem. Ôi cái mắt không bao giờ nó chuẩn được cái mắt luôn. Lần nào không lem bên trái thì cũng lem bên phải. Nó không có dịch lên được. Đây này, hôm nay đỡ hơn tí này. Bên này có vẻ dễ vẽ hơn này. Bên này thì hơi khó. Bên này thì vẽ lại từ cẩn thận. Sợ lắm. Cái này nó bằng bột ấy, nó cứ luống cuống làm sao á. Nhưng mà cũng có thể một phần là do mình quen thôi. Chứ còn nếu mà là cái này mình quen thuộc ấy, mình sẽ vẽ nó dễ. Hoặc là cái bút nước cũng vậy. Chỉ là mình cũng hay vẽ thì cái tay của mình nó sẽ lên hơn. Còn vào cái gì ban đầu cũng sẽ thấy khó. Với lại như trường hợp mi cái mắt mà vẽ nó bị lem ra thì mình có thể sử dụng một ít cái Vaseline này để mình vẽ cái chân mắt này cho nó đều lại là được. Mi thì mi hay chỉnh bằng cách này. Đó. Hay chỉnh bằng cách này. Mình tra cái thanh cái phần đuôi mắt này lên. Đúng không? Thanh lên rồi mình cứ sẽ lau đi từ từ. Chứ cần quen tay thôi. Chứ bạn không cần giỏi trong vấn đề mà kẻ mắt đâu. Mình là mình quen tay thôi. Biết cái mặt mình thế nào mình hay làm á. Có đều chưa? Nãy là mình đánh một ít màu đuôi mắt màu xanh này, màu nâu nâu, pha với màu xám một tí. À, còn trong lòng mắt thì mình lại đánh hơi cam nhẹ nhẹ để cho nó phù hợp với lại cái set đồ của mình. Thực ra màu cam là cái màu mình lại hơi ăn nhất. Tại thể là mình thấy là mình dễ đánh nhất thôi. Cảm ơn.
Tiếp theo là mình sẽ có một cái lớp mà chết, quên lớp phấn. Lớp phấn. Quên cả phấn. Con gái nhiều khi thích trang điểm lắm. Nó là một cái thú vui của mình ấy. Cứ mỗi ngày tập cho mình cảm giác mình thích thú khi mình được trang điểm đi ra đường. Còn có những ngày thì ôi dồi ôi, easy, lười cực kỳ luôn. Cái phần kem nền của mình nó đã rất là ăn cái gương mặt và nó mịn rồi. Nó giống như một lớp phấn ở bên phủ, ở bên trên. Thì giờ chỉ cần có một phấn nhẹ thôi, mình có thể đánh để cho nó bớt kìm cái dầu đi. Mà da mi không phải là da dầu, da mi là da chủ yếu những thiên về gọi là dễ khô hơn. Đó, dễ bị khô hơn. Cứ lúc nào cũng chỉ thích cái em cam này thôi. Mặt nhỏ đi, mặt nhỏ lại. Tô xong. Ôi, trang điểm nhanh lắm. Mi trang điểm rất là nhanh luôn. Trang điểm dối. Thôi mà nhìn mình cũng sẽ tươi tắn hơn so với gọi là mặt mập mới ngủ dậy của mình á. Nên là mình nghĩ là nó cũng sẽ làm cho mình tự tin hơn khi chụp cái sản phẩm lần này. Việc lên ánh đèn rồi mọi thứ là ánh sáng đã có người lo rồi, mình không cần phải lo. Bây giờ việc mình là mình chỉ việc đẹp. Wow. Cái này mình được tặng. Mới được tặng luôn. Mới được tặng hôm cuối tuần luôn. Nó còn một sợi dây nữa. Đẹp. Nó không hợp cái này lắm. Lẽ nó sẽ là bộ kia. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui. Có gì thì theo dõi kênh YouTube của mình nữa nhé. Vì mình sẽ chia sẻ rất là nhiều thứ, những thứ mà còn cái đẹp và thời trang của mình. Xin chào, bây giờ mình đi này.